Máy xịn thôi. Mấy này ấy, lấy cái xịn này. Đấy. Cho mày giấy ra này. Đây này, nó rượt ra sáng để ghi trong đây luôn. Qua tổ hợp bên đây thì nó cũng tổ hợp luôn các bạn này.
Do vậy là lúc này chúng ta chỉ định nghĩa này, định nghĩa tải trọng động đất theo cú lít là lúc này bằng U. U1 động đất hệ số bằng 1 và U2 động đất hệ số bằng 0,3. Thì là lúc này chúng ta hiểu đây là tổ hợp trung gian và là gì? Là tổ hợp động đất trung gian. Chúng ta sẽ có tổ hợp động đất trung gian thứ hai là động đất Y sẽ bằng DDU1 nhân cho 0,3 cộng cho động đất cái phương U2 nhân cho 1, nhân cho 1 cái phải đúng không? Và thì lúc này chúng ta động đất cái phương ít chúng ta ok lại. Rồi bên này có động đất ít, chúng ta tạo một cái mới là động đất Y. Và chúng ta sẽ làm ngược lại. Là hình trên là bằng 0,3 và hình dưới là bằng 1. Tức là lúc này hai thằng đây nó sẽ đồng nền kế đồng lại cho chúng ta. Và cái đây nó nằm ở đâu? Nằm trên cái chọn. Cái chọn mình mở và cái chọn nó đang trên cái xin công thức đây. Hay là nói là cái chỗ CQC ở trên cái này, cái chỗ Modo Communication là cái chỗ đó là tổ hợp không nhỉ? CQC là thông thường anh là mấy các thầy hoặc là các đơn vị khác mà người ta sử dụng cái gọi cái gì này. Và cái tiêu chuẩn của Eurocode thì người ta đánh dấu cái CQC. Cái này nó giải thích bên trong nó có một cái, nếu mà bạn nào ấy thì đừng lên mạng có tiếng Anh đọc nó sẽ giải thích một loạt có cái công thức. Còn ở mình giải theo cái tiêu chuẩn Việt Nam thì thông thường là chúng ta theo tiêu chuẩn chúng ta đánh cái dấu SR đi. Tại cái ở trên là mình chọn chỉ để cho nó là một cái gì, còn cái dưới là chọn ra là cái gì nào. Nó có hai một là model condition với cái đồ condition là sẽ hai cái đó có gì khác nhau không ạ? Cái đây là nó tổ hợp theo cái dạng mốt này thằng này. Còn thằng dưới là nó kêu là tổ hợp, tức là tổ hợp về tải combination là tổ hợp thực tại. Thì chúng đây là chạm, cái này là cái cạnh này, đây là tổ hợp của các mốc, còn đây là tổ hợp của các tải trọng, đúng không? Còn cái CQC là thông thường là khi mà người ta sử dụng là các tiêu chuẩn của Eurocode thì người ta sử dụng cái này. Còn ở Việt Nam thì thông thường là thầy sẽ cầm cái này, mà thầy nào thì theo cái tức là sử dụng cái động đất của Eurocode có thì người ta sẽ đánh dấu này. Còn các thầy làm thì thường thêm. Nói chung là cái phần này thì nó cũng chưa rõ này. À, tùy theo trường phái, tùy theo các thầy. Nhưng mà thường phải là trường phái này. Còn bạn nào mà tìm hiểu kỹ thì vô đây lên mạng. Nếu bạn tìm cái này thì được tiếng Anh nó có nhiều. Người trước thầy cũng tìm mà tìm nó ra. Nó nói vì sao CQC vì sao không? Cái dấu ABS là cái dấu giá trị tuyệt đối. Phanh. À, lấy tải trọng giá trị tuyệt đối. ABS. Trung bom cứng. Trung trượt. Ok. Mình mở cái chỗ mà động đất nó nói về chỗ này rồi. Tuấn nó mất dạy à, Tuấn nó có cảm ứng đằng sau này, cảm ứng cái tay đằng sau này, và cái nhìn này chỉ cần nhìn cười nó mở, nhìn cười nó mở, đằng sau nó bấm cái tay này, láo tết, cái gọi gì, Xiaomi, Xiaomi, Tuấn, cũng ngu quá, tối sao,
nó lừa, nó bảo cái điện thoại chỉ cần nhìn nó chỉ cần cười là nó mở máy á, máy làm sao nó bấm bấm tay. Gì thì hôm nay khối đông dữ vậy. Sau khi mà chúng ta tìm nghĩa xong, tìm nghĩa xong hai trường hợp là đồng đất ít, đồng đất y thì chúng ta xuống chúng ta tìm nghĩa tiếp là cái trường hợp phải cộng. Giờ tổ hợp cơ bản của mình là từ combo 1 đến combo 1. Giờ cái phần combo thì chúng ta dỡ cái phần tổ hợp hôm trước ra, chúng ta định nghĩa, hôm trước định nghĩa chưa? Để chưa định nghĩa nhưng mà chúng ta định nghĩa này chúng ta chạy luôn ra một lần luôn, yeah. Rồi, vô định nghĩa. Nhất là combo 1, combo 1 thì bằng tính tải cộng hoặc tải hệ số 1. Rồi, ok. Combo 2 là tính tải cộng cho do x hệ số 1. Ok. Còn 33 tính tải cầm theo gió ít ít. Ok. Còn 34 tính tải cầm theo gió y. Tính tải cộng hoặc tải
cho làm. Tiếp tục tính tải, còn hoạt tải còn gió ít. Không chứng kiến. Cái này thầy có cần ghi trên bảng không? Không, vừa ghi đâu. Mở bảng trước ra. Tải cho đó rồi.
trước thì làm mấy cố cũng chạy mất 15 phút. Mày chưa cho tao xem cái mà. Nhưng mà bao nhiêu nhà mà 30 mấy phần của thầy thì chạy mất 7 tiếng. Mày cũng mới thằng chạy mất 7 tiếng. Mà ra mà ra như cái gió y chưa có nhập. Y đang nhập vô. Tao nhờ y đang nhập về ít. Ý là chưa có nhập này, hiểu không? Nếu mà mình nhập một cái là nó chạy từ ban đầu mình chưa có lớp. Mình nhập vào giỏi x á, là tất cả nó chạy theo giỏi x luôn. Rồi bắt đầu mình biết mình sửa từ đó. Giờ nó phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Đầu tiên ra bữa mới xèo ra làm tí em nói. Đánh lên, được xèo lên. Xèo lên, được xèo lên. Gì vậy? Xe một cuộc không giờ đồng xong chưa mà mai đi chạy giờ đồng rồi chạy đi đó rồi nhập vô cái gì vừa đi đó kẹo xuống cột nó quá chúng ta nhập vô rồi chạy xong rồi chúng ta xem chuẩn bị à, chuyển sang cái từng vị trí chúng ta xem đầu tiên là chúng ta xem chuẩn bị rồi thì làm xem là cái bao là lớn nhất mắc nhất là bao nhiêu cái chỗ mà chuẩn bị đây phải không? Sau đi format này, chúng ta chọn đây chọn tổ hợp ba, ok. Sau khi chọn tổ hợp ba xong rồi chúng ta chọn một cái nút nào đó tùy, chúng ta xem chuẩn bị. À, xem thêm không gian cũng được, xem thêm phương ích của mặt đứng cũng được, và xem thêm mặt bằng cũng được. À, xem này, chiếc vô nút là bấm chuột trái, sau đó bấm chuột phải. Đây. Em kẹt vào máy 0,000 sao ít gì cả à? Em gần giống một thay nữa lúc nào qua lúc này đó mét đời xin đúng rồi là giống mắt mày giống gần giống hơi gần tao tài phạm lông đất đất phạm lông đất bên hòa lông đất phạm á mày mở mày mở lại khóa của mày xem mở cái tay lan lâu chị lâu gì lâu mày ông mày tao chạy lâu rồi chỉ là chọn cái nút luôn nó nhấp nháy này là bóc lại chưa nghe cái nút đúng rồi phải chọn bóc một ba bây giờ chọn bây giờ đúng nút của nó đúng nút kìa mấy cái này anh chị em phải đã chạy cho bố đi 4,4 3,4 mày đừng có làm kiểu nữa mày nó chậm lắm.
thì cái thoại vào đó. Ờ, thấy anh nhậu không? Thúc. Mày biết sao? Cái đông đến tao với mày giống nhau này. Cái đông đến nó hạt mày. Đông đến cái nút này là mày giống tao. Đông đến tôi tiên hoàng, đông đến cái gì? Mày cũng chưa có nhập cái đâu. Tao tiếu à mày. Tao vừa tao nhập với nhà lên tao tống nhau con này, tao nhập với nhà lên được. Mày mở đi, mày mở đi. Nếu không mày chạy lại mệt lắm không? Chạy lại. Mở đi kiểu gì chúng ta trong đấy xem. Nhờ đồng đúng không? Ừ. Chính chắc là nó mới càng về là chuẩn bị để... Nhờ đồng là phải mua hết. Static là cây, định nghĩa tài trọng. Ok. Gió ngang. Gió y này. Sâu. Sâu. Mày đen à? Gió y không? Hồi hồi cái dưới bị đen hồi nãy là cái nào vậy? Hơi nó thông minh là mình nhập vào nhà rồi đây. Chưa nhập không? Vừa học một tiếng mấy chiều nhật. Vừa học học một buổi mấy chiều nhật chứ phải. Ta nhớ ta nhập rồi, ta chưa có lương, ta không có ok. Đây là bỏ nhớ hôm đấy. Tạt đi, làm lại tí như mấy, ta xéo lên. Xéo nghiệt tắt rồi mới để tay tắt nghiệt đó. Cho nhập vô. Có cái gì quá, có cái gì mò quá. Đây nằm quá bây à, đúng rồi. Còn bây giờ? Đừng nằm. Mở cái của mày lên. Vì giờ cũng còn dùng Excel 27 hả? 27 hả? 23 27 như 27. Chở gì đó. Nhìn lên. Nhìn lên như tôi dò đấy. Ngay cái đây đi. Xe số hả? Không biết. 3B95. Rồi tiếp xuống dưới. Ờ. Đâu? Rồi tiếp. Đây đây đây. Rồi tiếp đi. Dò xem. Phải. Đây xem. 6 2. Mày nhớ hồi trước tao mày làm cùng nhau không? Ờ. Đó. Đem, đem đi. Đây. Đây là... Đem cái khối lượng bên kia bỏ quá. Khối lượng bên kia bỏ quá này. Bảo bên này dữ liệu đâu. Cái cái đây này, cái đây này này. Đấy không, ngươi ý á. Dữ liệu D21. Cô đi băng, bấm băng rồi bấm vào bên kia. Bấm vào đây đằng này. Cô liên quan đi đâu? Vâng. Vào bên dưới kéo đặt ta. Và tài trọng ta thôi. Cô lượng. Cô lượng. Cô lượng. Cô lượng dưới cung ạ. Cô lượng đây cho nó chuyển về dưới lên. Cô lượng đi ha. Mát đi rồi chia cho thành phố như là gì nữa nhấn cho 10.000 của mày bài qua cốt qua 10.000 ha tại vì mới làm mấy con mua như mày chưa cái này mà không lại thằng
100, B 100 là phải mua được rồi đó. B 100 kiểu B 100. Vâng, cái này mình đây, cái bên này mình cũng đang cái này cũng không. Đây hình như là chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị tại đây. Đấy, bình thường ở bên này đến đây. Ừ. Sao còn miếng nó ra số khác mà thấy. Con thời gian đấy. Đến đây. B99 đến B99 đây. Về đây. Đây là ta. Khi mà lọc xong mô hình này cho nó kiểm tra mô hình này thứ hai năm ba lỗi này kiểu huyết đó kiểu huyết nó biết cái này sai cái bài của bạn này là bài của bạn là kiểm tra đây mình nó cải tiến là một chục tuổi rồi đó.
kia quá anh xem bao trình phải có mắt xe ờ giờ chúng ta xin mua măng xin mua măng thì thông thường này nếu mà đối dòng mà thì chúng ta lên trên sông măng đó hàng tiền cung ví dụ như chúng ta xin mua măng của cái phần dòng mà thì chúng ta xin cái mua măng 33 tấn tải hoặc tải xin bao xin mua măng nha xin mua măng thì thông thường là chúng ta xin trên các bạn xin mua măng thì chúng ta nên xin mặt bằng mua măng của gì chủ dòng nên xin trên mặt bằng và cái này chúng ta biết xin đấy rồi chúng ta có cần hỏi gì không cái này chủ yếu là chúng ta phân tích như này à, khi mà chúng ta xin thì chúng ta thấy là cái dòng này cái dòng nằm giữa hai cái bát là cái mua măng của mình đó và là những cái dòng nằm giữa cột thì nó do khi cái lõi chúng ta dao động trên xương ngang thì nó ép nó làm cho cái nội lực trong dòng nó phát nó tăng lên cho nên thông thường ngay chỗ đây người ta thường làm cái dòng đỉnh cao hoặc cái dòng tiết diện lớn này cái chỗ ông phóng lên cột thì người ta sẽ lấy cái mang lớn nhất là cái đồng và bố trí cho 5 tầng từ tầng 6 tới tầng 10 là chọn cái mô mang của dòng đó trong tầng nào lớn nhất tính lấy cái nội lực đó từ hết bố trí cho từ tầng 6 tới tầng 10 à, tức là thêm chu kỳ vâng từ à, từ 5 tầng hoặc là 3 tầng từ à, cái phần mà tính thép phần này thì à, tính thép cho dòng cho cột thì chúng ta học là làm biết cái làm chưa chưa bây giờ thầy nói nha nói chúng ta thấy là sau khi chạy nội lực rồi giờ chúng ta tính thép thì điều đầu tiên là chúng ta chọn cái chuẩn go option range advanced range design giờ chúng ta chọn cách tính thép cho dòng cho cột từ khi mà khi chúng ta làm đồ án ấy, thì bắt buộc phải dùng bảng Excel rồi à, còn khi mà sau này chúng ta ra làm ấy, chúng ta tính thêm nhanh ấy, thì dùng phần mềm được chọn đây chưa rồi giờ chúng ta chọn thì thứ nhất là người ta sẽ chọn hai cái tiêu chuẩn giống Việt Nam à, chọn cái tiêu chuẩn là CSA A23
Chọn tổ hợp thì lấy tổ hợp tiêu chuẩn Việt Nam, chúng ta chọn đưa qua cái phần design combo, tức là dùng để thiết kế.
Còn tổ hợp tiêu chuẩn theo mặc định là chúng ta dịch chuyển lại qua bên cái danh sách bóng ok. Rồi. Giờ chúng ta cho thiết kế design, concept và smart design. Tiếp tục, giờ cho máy chạy tính thép. Tính thép là vô design, concept, frame design và vô gì? Smart design hoặc là chip ở. Đó là một hợp kiểm tra môn. Nó hay dạng bài toán, một bài toán là thiết kế, một bài toán kiểm tra. Đó, bấm. Có biết không? À, các bạn chờ lại như thầy, giờ bấm này. Từ thầy. À, đấy, nó chạy như là thế này. Đó, thầy hỏi. Tốc độ nhanh chưa? Thầy hỏi. Thầy chờ chưa đấy, 30 giờ rồi sao? Thầy hỏi. 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 Đó, nó đang tính thép này, chạy ra. Cho nên cái này là tính nhanh hơn cái xe chứ. Sao biết được thép mình trên thép mình dưới này thì cái dâm như cái dâm 46 thì thép chụp đổ tới 6 sáng đây này vô đây chờ thép bên trên ở dưới ít này thép bên dưới ở dưới nhiều này đây này cũng vậy này à rồi vừa lâu nó vừa đúng à đúng đúng dâm thì phải như thế quá đi là gì? Tao chưa chọn cái này. Chọn là gì? Tấn cm hơn. Dễ cung ạ. Dễ cung. Đó. Cùng, cùng gần gần chẳng. Bao nhiêu? Ủa, số 8 là giống cái động lực này không ít đúng không? À, mình là gọi như là không có động đất cho nên là nó giống nhau hết à? Cái gì?
Phúc, Phúc thấy dữ vậy, Phúc có anh cả đọc dữ vậy. Chúng ta sẽ thấy Phúc đúng không? Coi đây muốn lòn mắt luôn. À, bây giờ mình mang như thế này. Đây, cái đây là cái thép bên trên này, thép bên dưới này, thép trên ở giữa này, thép dưới ở giữa này, thép trên ở gối này, thép dưới đây. Chỗ nào mà ghi ô trên hết, tức là cái đây là không đủ khả năng chịu lực, mà không đủ chào khả năng chịu lực là tiết diện quá bé, mát thấp, mà chúng ta điều chỉnh lại. Hoặc là chúng ta xin vô, chúng ta xin dọc sai chỗ nào, kiểm tra lại. Ví dụ như là mát 300 mà mô lưu nào hồi chúng ta nhập thiếu xuống không là cái cường độ thép. Tương tự như thế, cái cột cũng đấy. Cái cột nếu mà cái OS tức là không đủ cả này. À, cách đây gần chục năm mà khi thầy chạy ra tính ra thép dùng phần mềm nên tính ra thép, sau đó là dùng bảy xem các bạn kiểm tra thấy nó đúng mừng á, vì hồi đó là tiền là không ai chỉ đó. Không ai chỉ cho tới thời điểm bây giờ các em học, nếu mà bạn nào á mà nghiên cứu trước thì có thể biết, bạn đang không bạn biết. Tại đường này có đường thì mình có tiếng rồi chứ. Đâu mà tại nhìn là má đúng mấy cái cái thằng đâu lại phải nó ai biết cái luôn là giới thiệu kế đó cho nó tới tay. Có ở đâu thì kiện hạt thay mới đó. Nó đưa tay ra, nó tay ra kiện gì vậy? Mày biết không? RAM 8GB. Mình có 4GB à? Không chấp. Càng đồ họa 2GB. 4GB. Càng đồ họa 4GB. Mấy cái máy... Máy bài... Máy bài... Mày mày thấy không? Nó chạy trên phần mềm 3D, nó chạy mà nó chạy đẹp đẹp đẹp. Mình 3D mình chạy đi sáng ngay luôn á. Phần mềm 3D coi nè. Đã tải nhiều phim hết rồi.
thằng ấy nó mua có 9 triệu đến nay đúng không? Mà mua 9 triệu rưỡi mà đang cấp thêm cái card 2G lên 4G là cái RAM từ 6G 8G là thêm 200 ngàn đưa cho nó thêm 200 ngàn 2G 4G 4G lên 6G là nó miễn phí để mua máy á. Còn của nó là 6G lên 8G. Từ 4G lên 8G. Ờ đi nè. Đốn mày 4G lên 8G là nó phải bù cho nó thêm 200 ngàn. Đúng rồi, với mới ra mình 8 ngàn. Máy nó xịn lắm. Máy này mua gãy mà khớp như cục đất đấy. Máy thằng Lâm kia mua 19 triệu mà khớp mua nhiều lắm. Nào kìa chúng ta đi mua nhé. Mua về cho bà già xem phim. Đi mua máy này đó. Đây máy mới 99% chứ đâu phải máy mới đâu. May mắn gọi là may mắn. Mua máy là gọi là may mắn. Mắn gì? Đó có nhiều tiệm lắm. Có nhiều máy máy ngon lắm. Nhìn nghiền không? Nghiền nghiền đồng người ta. Chứ máy đây mà hình như coi 7 là tầm 11 triệu, 11 có 12 triệu rồi, cây 7 luôn. Đấy hết tiền. Mà trên Lazada nó bán máy mới có 12 triệu rưỡi này. 12 triệu rưỡi coi 7 RAM 1 4 trong 1T. Gì có mày? Mày mở lên đi. Tao bấm lắm làm gì? Bấm đi. Không mà. NT5547. 12.5 mình mới 100% mua cái tính bàn làm luôn tính bàn mấy triệu luôn đại sứ bàn ôi trời máy tính bàn i7 mà có 3 triệu mấy à coi i7 luôn à rồi gặp thợ thanh Lazada đẹp lắm coi i7 coi i5 rồi ôm nha còn muốn chiếm game thì mua cái tầm 20-30 triệu hai chục cái đồ luôn hai chục rồi mình bắp hai chục triệu bàn là 20 triệu bạn nào muốn xem chi tiết này cất vào một cái dòng bấm chuột phải thì nó ra đây nó ra thứ nhất là nó ra tên cái dòng tiết diện cái dòng là tầng số 2 tầng số 1 nó sẽ share ra cái vị trí. À, tức là một cái dòng đó nó sẽ tính này à, tức là 30 là 30 cm á, tức là từ cái vị trí đầu tiên ra cái mét 30 cm thì người ta gọi là cái vị trí đó. Rồi tính ra thép đây là ở bên trên đỉnh này à, thì nó tính ra thép là 0.7 cm, cái này dưới là 0.3 à, còn cái đây là thép chịu lực cắt, thép trung cắt. Và cái dòng chúng ta là chúng ta nhớ là máy mét này dòng lũ ma là mấy mét? 7.5 sao? 7.5 mấy? 7.5 sao? 7.5 thì cái đây nó ra từ tim à, cái bạn ra bằng vé đó là 7.5 đúng không? Dạ thức thêm rồi phải cái dòng chúng ta đây từ tâm là mấy? 7.5 thấy chưa? Nhưng mà cái cột chúng ta mấy? 60 cái cột bên này là 60 yeah. Mà 60 thì lúc này là cái thằng này là nó đưa cái tọa độ từ đây là ngay chỗ đây là 77 trên con máy và còn tọa độ đến đây đây là 0 này tới đây là 75 này thì từ đây qua đây là dòng 30 này cho nên là đây là ngay mắt đây là 0.3 đổi sang mét nó là 30 còn cái thằng này là mấy 72 chứ 72 thì chuyển sang là 720 tức là vị trí mét này là tính tương mét. Cho nên chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy à, nó sử dụng combo 1 để nó tính này yeah. Nó dùng combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, combo 6, combo 7, combo 8, combo 9, combo 3 à, tức là
nó tính hết cho mười mấy trường hợp thì sẽ tính hết. Tại sao mà chứ nó không lọc lấy cái lớn nhất nhưng mà tính nhất, tức là khi nó tính như thế là nó ra cái thằng khác lớn nhất. Đây là cái nguyên lý của cái tác tính khác mà thầy sẽ nói cho chúng ta cái nguyên lý của nó. Đây là một thằng khác. Yeah. Thì chúng ta có là 11 tổ hợp. Tổ hợp cộng cho bao? Yeah. Thì như mình là mình tính mình sẽ chọn cái gì? Cái mắt. Cái bao mắt. Để mình tính nó khác. Còn nó thì không, nó tính. Nó tính là 11 tổ hợp nó tính cá nào nó tính, sau đó nó chọn cái mắt ấy. Một thằng ở này lấy một lượng lớn nhất để tính ra hết, còn một thằng là tính ra hết hết, sau đó chọn cái thích lớn nhất. Thì phần mềm khác là chọn cái phương pháp này. Cho nên khi chúng ta chọn vào xin là chúng ta thấy không phải nó tính hết. Đúng là máy tính hết. Và nó tính gì thích trên thích dưới, tính gì mà cắt nó sẽ tính ra chúng ta. Chúng ta muốn xem thì chúng ta xem để mà. Còn lại xem những khác thì chúng ta về chúng ta tham khảo thêm. Đây là cái thông số ở đây là nó sẽ ra một cái thằng thép lớn nhất, cái bảng cũng thép lớn nhất nha. Đây tầng này, số tên này, cái gì đây, cái đây là tiết diện này, combo này, vị trí này, cái đây chiều dài là 7.5 m này. Nói chung là chúng ta sẽ đọc ở trong đây module nằm hộp của thép này, bê tông mát gì đây, chúng ta sẽ đọc FC bây giờ chọn hết rồi đây ở đây muốn chọn đơn vị thì chúng ta sẽ chọn tấm mét hay là tấm cm, mở in ra cho chúng ta. Giờ bạn nào muốn kiểm tra là thép đúng hay sai, là tính thép đúng hay sai bằng cách gì? Lấy nội lực của nó, lấy cái nội lực của nó mình dùng máy xem mình tính, mình tính kiểm tra lại. Là thầy kiểm tra rồi nó y chang nó khác vậy. Nó ra ví dụ như cái này ra 5.848 cm thì mình tính máy xem nó ra là 5.4 mấy. Chẳng qua là cái thông số mình nhập cho đúng thì nhập sai. Hãy xem tiếp tục vô đây mình xin và chúng ta xem tiếp tục một chục mấy này chục nào cũng được, cứ chọn lại chục nào á, ba tám mươi sáu chục ba thì tiếp tục nó ra đây 64 64 52 64 64 cm vuông, chúng ta chọn gì lên đây là 49 49 49 đâu đâu thèm đâu thèm. Và nhớ là cái nào mà nó báo là không đủ khả năng chịu lực thì nó xuất hiện một lọt. Trời ơi. Và thêm một chữ OS. Và bấy cột là... Các bạn nào, đó là cái... Cái xấu, có một cái này. Ồ, tỏ đi nó chạy máy. Rồi, bắt lại. Rồi, chạy tiếp một trong. Do mà chưa chạy bên này. Ở đây mình mới chọn mặt bằng mà chạy thôi. Thế còn mày mấy ngày là thế còn mày mấy 6 chúng ta mở ngay chỗ mà cái bắp này 664 thì hiện giờ là chúng ta đã thấy thép dầm thép cổ, nhưng mà thép bắp các em ta thấy giờ lên mạng tìm đi, tìm xem được cách tính thép bắp trong cái này. Giờ lên mạng người có không thôi cách tính thép bắp. Thầy khi mà thầy tìm được cái phương pháp và cái cách tính của mình thì phần mềm đó nó tính mà tính được theo pháp là mừng lắm rồi. Thầy hiểu làm sao nó tính bằng cách nào nữa, rồi dùng tiêu chuẩn Việt Nam thì dùng cái gì tính, tính bằng cách nào làm sao tính được, và sau đó phải biết được phần mềm để tính, giải quyết được phần mềm rồi biết được cái bảng Excel tính. Bài 6 trên
6, 4, 9, 6, 4. Kia mà nó làm nó ra cái